Xin chào tất cả các anh em, anh hôm nay mình giúp anh em chơi vị tướng Toro khỏe nhát trong mùa 20 này nhé. Về chiêu thức mình đồng ra sắt khi tung chiêu, Toro không thể bị khống chế và sát thương gánh chịu giảm đi 20%. Sừng châu, Toro nhào tới những kẻ thù của mình, gây sát thương vật lý đồng thời hất tung những nạn nhân trúng chiêu. Dư chấn, Toro ngửa mặt lên trời giống giận, tự tạo cho bản thân mình một lớp khiên chắn và gây cho những kẻ thù trong tầm sát thương vật lý và làm chậm 35% tốc chạy của chúng trong một giây. Đại địa chấn, Toro dậm 3 lần lên mặt đất, 2 đợt đầu gây sát thương vật lý, đợt 1 làm chậm 30% tốc chạy của kẻ địch trúng chiêu trong một giây, đợt 2 làm chậm 50% trong một giây. Đợt thứ 3 khiến các kẻ địch trong tầm ảnh hưởng bị hất văng và chịu sát thương vật lý. Điểm mạnh sao hiệu ứng làm chậm, hất tung kẻ địch, lợi thế mở giao tranh sao miễn khống chế giúp chống chịu tốt điểm yếu sao độ cơ động kém sao khó căn thời gian sử dụng chiêu hợp lý phép bổ trợ sao tốc biến để mở giao tranh. Cấp cứu để hồi máu cho đồng đội sao sao bảng ngọc cấp 3 sao ngọc đỏ tốc đánh cộng 1%, máu tối đa cộng 33.7, giáp cộng 2.3 sao ngọc tím, máu tối đa cộng 45, hồi máu 5S cộng 5.2, tốc chạy cộng 0.4% sao ngọc xanh, máu tối đa cộng 37.5. Giảm hồi chiêu cộng 0.6% sao sao bạn chỉ nên nâng chiêu 1 ở level đầu để lấy khả năng lướt và khống chế kẻ địch. Sau đó hãy nâng tối đa chiêu 2 trước để Toro có khả năng gây sát thương mạnh mẽ và chống chịu tốt chiêu cuối, nâng đúng level sao sao dùng chiêu 1 lướt tới hất tung đối phương. Tiếp tục dùng chiêu 2 để làm chậm, sau đó dùng chiêu cuối để làm chậm và hất tung kẻ địch. Một số lưu ý khi chơi Toro: sử dụng bộ chiêu thức đúng thời điểm sẽ giúp Toro chống chịu lượng lớn sát thương và miễn khống chế, rất hữu dụng trong các tình huống nguy cấp như bị đối phương khống chế. Gánh, khi sử dụng chiêu cuối chật mục tiêu, bạn có thể sửa sai bằng cách kết hợp với tốc biến đến hướng mình muốn, như vậy Toro sẽ có thể thay đổi bán kính chiêu cuối đến vị trí đối phương. Đây cũng là cách giúp Toro mở giao tranh hiệu quả và đầy bất ngờ. Khắc chế Toro bên cạnh việc sử dụng các vị tướng cấu rìa cơ động sát thương chuẩn thì bạn cũng nên lên các trang bị có lượng sát thương lớn, trang bị xuyên giáp theo phần trăm sẽ hiệu quả hơn các trang bị có khả năng chí mạng. Sao vì chất tướng kém cơ động nên Toro rất dễ bị cô lập trong giao tranh, nhờ đó bạn có thể tìm đến các vị trí chủ lực đối phương như xạ thủ, pháp sư và kết liễu các nguồn sát thương khổng lồ này.